Đây là cái cây bồ đề có hình dáng lá bồ đề. Cái tấm này của con nhỏ đó sư, còn bạn của con lớn lắm, bạn của con lớn gấp 2 lần này, mà con thấy nhỏ đơn giản được rồi. Đúng rồi nữa kìa. Dạ, anh Kiên lên Facebook cho em đây anh Kiên ha. Dạ sư vào rồi. Hôm nay wifi ở bển ổn hả sư? Cực kỳ tốt. Dạ. Ở ngoài cái thất của tôi ấy, thì chỉ có wifi, thì tôi chỉ xài internet trên phone thôi, nhưng mà cái internet mà cho cái iPad giảng này nó thì không được, thì vô trong đây nó mạnh. Dạ, trước trước khi vào vào sư sư cho tụi con bài học á, thì con có đọc trên thông tin mà sư trên Facebook của sư đó, sư cần một hai người giúp sư trong cái cuốn Kalama Nhật Tụng kế tiếp phải không sư? Đâu Dạ, bây giờ sẵn rồi nói luôn dạ sư là nói gì? cái điều kiện mà tôi viết ở trong Facebook thì nó hơi đơn, nó hơi ngắn gọn, nhưng mà về chi tiết nó như thế này, tức là ý tôi đang nói thì có ai nghe không? Dạ có Ok, dạ đó là tôi phải nói rõ cái cách mà tôi thực hiện một quyển Kalama nó như thế này. Tôi vào ở trong chánh tạng, tôi lục những cái bài kinh mà tôi cho rằng có nội dung gọi là cấp thiết. Đúng là kinh nào cũng là quý hết như vàng hết, nhưng có điều có nội dung cấp thiết là sao? Cấp thiết ví dụ như có những cái vấn đề mà người Phật tử phải biết trước khi mà đi vào sâu, chẳng hạn như là những bài kinh ngài nói về cái bố thí đấy, bố thí ngài nói rất là sâu, chẳng hạn như có một cái ông ngoại đạo đó đến hỏi ngài, con nghe đồn đó là Sa môn Gotama đó là suối đệ tử là cúng dường cho mấy tỳ kheo thôi, chứ đừng đừng có bố thí cho mấy cái tôn giáo khác, có phải vậy không? Thì Đức Phật ngài dạy rằng là đối với ta to. đối với ta nó là một người mà mỗi ngày đem thức ăn dư mà đổ xuống cái hố rác, mà với cái thiện ý là mong cho những cái loài động vật này nọ nó có cái để nó ăn, đối với ta đó cũng là công đức. Đối với những loài côn trùng, đối với những loài thú lớn bé mà ta còn khích lệ bố thí như vậy thì nói gì là cho con người đó. Thì những bài kinh như vậy thì tôi nghĩ Phật tử nên đọc lại, tại vì có nhiều người hiểu lầm là mình ăn phải ráng ăn cho hết, chứ còn bỏ liền thì có tội. Không biết là họ đọc ở đâu, có thể là do cái niềm tin dân gian, nhưng mà theo trong kinh thì Phật dạy như vậy, tức nghĩa là khi mình ăn không hết thì mình kiếm cái chỗ nào đàng hoàng á, khô ráo mà đừng có làm phiền hàng xóm, chứ còn mình đi mình đổ tùm lum thành ra là đổ rác, là phóng uế là không có nên. Mình có chỗ nào đàng hoàng ở trong cái góc đất của mình á, để cho thú hoang nó có cái nó ăn á, thì đó cũng là công đức. Thì những bài kinh như vậy, hoặc là những bài kinh mà giảng rất là rõ, rất là kỹ về Bát Quan Trai này, những bài kinh giảng rõ về cái chánh tín, thế nào là niềm tin mà của người có chánh kiến đấy, thì rồi làm cái cách cúng dường, cách bố thí nào mà được xem là tốt nhất đó. Thì tôi lựa những bài kinh như vậy đó, tôi dồn nó vào ở một cái file, xong chưa? Một chuyện. Chuyện thứ hai là tôi phải đi vào ở trong tâm tạng Pali, tôi tìm cái bản Pali, cái bản Pali của mấy cái bài kinh mà nãy giờ tôi giới thiệu đó đấy. Như vậy thì trước mắt tôi có hai công việc phải làm. Thì thứ nhất là tôi chọn kinh trên cái bản cái nhà Minh Châu, xong rồi tôi phải vào ở trong tâm tạng online, tâm tạng online tôi tìm lại cái bản gốc Pali, xong rồi tôi mới gửi cho cái người mà làm việc với tôi.
Ví dụ như cái bài kinh nói về Bát Quan Trai đó, bây giờ quý vị dàn trang, quý vị để Pali một bên rồi tiếng Việt một bên, mà để bằng cách tương ứng. Tương ứng là sao? Bà con nào mà có được cái bản Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh song ngữ của ngài Minh Châu in trước 75 á, thì bà con mới thấy có nhiều khi nhiều chỗ á, Pali là đoạn 34 mà tiếng Việt nó là qua 35, 36 rồi. Nó in song ngữ nhưng mà nó không có cái parallel, nó không có song song với nhau. Đấy. Cho nên ấy, là ở Kalama mình làm lại. Có nghĩa là mình sắp xếp làm sao mà cái phần Pali nào thì tiếng Việt nấy cho nó tương ứng với nhau. Ồ, các vị nghe kịp chưa? Có nghĩa là tôi gửi các vị hai file, các vị mới sắp sắp xếp làm sao đó mà cho hai bên cái Pali Việt nó phải tương ứng với nhau. Và cái việc nữa nó hơi khó, đó là nếu mà quý vị biết Pali chút ít thôi, biết chút ít thôi, thì các vị sẽ ngắt đoạn luôn. Ờ, ngắt đoạn, ngắt đoạn cái đoạn, cái phần nào mà nó khó ngắt quá thì để tôi ngắt. Cái đấy cái, ở mấy cuốn Kalama trước tôi vẫn làm như vậy. Cái phần nào mà mình đương sự thấy khó ngắt quá thì tôi ngắt. Ngắt đây có nghĩa là mình cắt đoạn ấy, vì có nhiều chỗ cắt hơi khó. À, thì cái phần đó nếu quý vị thấy khó để tôi làm, còn nếu mà phần nào quý vị tự làm được thì quý vị tự làm, phải không? À, có nghĩa là cái chẳng những cái đoạn Pali nó tương ứng với đoạn tiếng Việt, mà đằng mà nó thêm sâu nữa là cái câu Pali nó phải tương ứng với câu tiếng Việt trong trường hợp đặc biệt. À, vì Pali nó, ngôn ngữ Pali nó không có giống như tiếng Anh, cho nên có nhiều cái chỗ mà mình không thể cắt ngắn được mà mình phải lấy nguyên đoạn. À, thì trong trường hợp đó thì thôi mình phải để nguyên đoạn, còn nếu mà mình ngắt câu được thì mình cứ ngắt. Đó là cái đó là cái việc làm của người đánh máy mà sĩ giết tôi nó gọi là phải nhanh. Là sao? Là bởi nhiều khi tôi gửi cho các vị gửi dồn dập mà các vị cứ cầm mò gờ rờ thì không được. Đúng là cái này nó đánh máy thì không có nhiều lắm đâu quý vị. Đánh máy thì không phải nhiều, là vì sao? Là vì là đánh thì đánh trường hợp nào? Đánh trường hợp là có những cái phần tiếng Việt mà tôi thấy phải dịch lại. Tôi nhắc lại, tôi không có chê bản dịch của Tiền Bối, không có. Nhưng mà tại vì tôi căn cứ vào trong chú giải. Tôi căn cứ vào trong chú giải có nhiều chỗ phải dịch lại. Tôi ví dụ như bây giờ tôi nói các vị mở ra internet ra các vị coi cái bài kinh. Thưa sư, dạ thưa sư, sư trả lời một cú điện thoại gấp liền nha sư. Dạ con có. Dạ có điện thoại, sư cầm điện thoại của sư lên đi. Có. Có cái gì quan trọng, chuyện quan trọng là gì quan trọng phải. Dạ có quan rất quan trọng cho sư, rất quan trọng. Sư cầm sư phone lên. Nếu vậy thì dạ. Mình nên tắt lại, tại cái chuyện gì mà không có được đưa lên trên Facebook như vậy. Dạ đúng. Dạ. Đúng. Để anh để cho sư trả lời điện thoại liền. Dạ. Để chúng chờ sư một xíu nha. Recording stopped. Alo. Dạ, chúng con nghe sư. Sorry. Không có gì riêng tư hết mà là Calame. Thợ họ đang ở ngoài tiệm, họ lấy vật liệu, họ lựa. Mà đúng ra
đúng ra cái này là mình hỏi ý là chúng này nhất, nhưng mà có điều là Việt Nam mình là khoái là rối, chứ còn mà cái này mà đem ra hỏi bà con là bây giờ cái mình bên này mình nó lén này. Tại sao có mấy nhà độc tài thì cái gì cũng hỏi ý dân, cái nhiều khi là dân nó làm nó rối, nó kệ tự người ta có nhóm người ta chọn luôn. Đó, cho nên bây giờ các vị nghe kịp chưa? Đó, cái công việc với Calama là như vậy. Có nghĩa là thí dụ như nãy tôi nói dở dang cái bài kinh mà đại nghiệp phân biệt của Trung Bộ á, nó có cái đuôi, cái phần đuôi á, đại nghiệp phân biệt Trung Bộ kinh hơn, có phần đuôi. Là này anh đang ta nói có bốn cái trường hợp nghiệp. Thứ nhất á, là nghiệp tự hữu như hữu, rồi nghiệp hữu như tự vô hữu, rồi vô hữu là như vô hữu, rồi hữu như hữu. Các vị nghe các vị có hiểu không? Ông nhân nghe hiểu không? tôi hiểu tôi chết liền. Tôi bản thân tôi trong kinh đạn mà tôi đọc tôi hiểu chứ liền. Ngày này anh đang có bốn trường hợp: nghiệp hữu tự vô hữu, rồi nghiệp vô hữu tự hữu là sao? Trong khi bên chú giải nó rõ thế này. Này anh đang có bốn trường hợp: nghiệp, trường hợp thứ nhất ác nghiệp mạnh thì lấn ác, nó lấn lướt cái ác nghiệp yếu. Cái ác nghiệp mạnh nó lấn lướt cái thiện nghiệp yếu. Trường hợp một là trường hợp đầu tiên là ác nghiệp mạnh nó lấn lướt cái ác nghiệp yếu. Trường hợp thứ hai là ác nghiệp mạnh nó lấn lướt cái thiện nghiệp yếu. Trường hợp thứ ba, thiện nghiệp mạnh nó lấn lướt cái thiện nghiệp yếu. Và trường hợp thứ tư là thiện nghiệp mạnh nó lấn lướt cái ác nghiệp yếu. Hiểu chưa? Đó là nó sáng rồi. Cái thiện nghiệp mà cái ác nghiệp mạnh mà lấn lướt cái ác nghiệp yếu là sao? Có nghĩa là lẽ ra chiều nay nè, 3 giờ chiều nay là tôi bị người ta chửi. Nhưng mà lúc đó tôi lại bị một cái nghiệp sát, có nghĩa là 2:49 là tôi bị người ta chém chết ngắt rồi, cho nên cái vụ chửi coi như miễn. Hiểu không? Đúng ra là 3 giờ chiều nay tôi bị người ta chửi nè, bị người ta đánh là đánh phù mỏ nè, nhưng mà 2:45 tôi bị người ta chém chết rồi, như vậy trường hợp đó được gọi là ác nghiệp mạnh lấn ác nghiệp yếu. Xem chưa? Rồi còn cái ác nghiệp mạnh mà lấn thiện nghiệp yếu là sao? Thí dụ như lẽ ra chiều nay là theo cái nghiệp quá khứ là chiều nay tôi 3 giờ là tôi được người ta tặng cho tôi món quà, nhưng mà bây giờ là 2:45 nó chém tôi chết ngắt rồi thì cái vụ tặng quà coi như miễn. Là nó gọi là ác nghiệp mạnh mà lấn cái thiện nghiệp yếu, yếu hơn nó đó. Rồi đó, thứ ba là thiện nghiệp mạnh lấn cái thiện nghiệp yếu là sao? Có nghĩa là lẽ ra chiều nay là 3 giờ là tôi được người ta tặng một món quà sinh nhật, nhưng mà 2:45 là có ông tỷ phú ông lại ông lấy chiếc Rolls Royce ông chở tôi ra ngoài du thuyền ngoài biển đi chơi, cho nên cái vụ món quà của ông nhân có như miễn. ông nhân chỉ là cái iPad thôi, làm sao bằng ông đưa Rolls Royce tới chở tôi ra ngoài biển đi du thuyền rồi lên trị giá nó cả, ông đem tôi ra một cái resort mình mà một tuần lễ là 1 triệu, thì như vậy là cái vụ món quà của ông nhân coi như xù. Coi như đó là thiện nghiệp mạnh mà lấn thiện nghiệp yếu. Còn hợp cuối cùng là thiện nghiệp mạnh mà lấn ác nghiệp yếu thì hiểu rồi. Có nghĩa là lẽ ra chiều nay là 3 giờ tôi bị chửi rồi, nhưng mà 2:45 đồng tớ rước tôi đi bắt rồi, ra ngoài ngoài đâu ai chửi tôi nữa. Hoặc là tôi sanh về trời, tôi 2 giờ biền đó. Mấy cái điểm đó là trẫm bèn phải dịch lại đó. Mà dịch lại là căn cứ vào cái commentary, là căn cứ vào chú giải, chứ không phải tự nhiên tôi ngồi tôi gác chân lên trán mà nghĩ ra thì nó không có. Đấy. Và những chỗ đó chúng tôi có ghi chú đàng hoàng, ghi chú cái này là dịch theo cái gì thì theo chú giải của bộ của Trung Bộ Kinh, nó có cái tên là Manoratapurani gọi là Papanjasunani của, ví dụ như vậy. Rồi đó, công việc vậy đó, công việc là sẽ đến máy nhanh này vậy, tức là những cái chỗ mà cần dịch lại là tôi chỉnh, là tôi nói giờ mà dịch lại cái đoạn này nha, là ngày kia phải làm rẻ. Chứ còn mà không biết chữ N nằm đâu, chỉ chờ chút cái keyboard này bây giờ chữ N mới nằm đâu, đi kiếm N rồi mà cái thứ đó có rồi, cái thứ đó rồi. Mà cái word file rồi có hai cái cột sư rồi nó có những cái hàng ngang vậy đó. Dạ rồi đó mình cứ copy đó, lên cái vita cá đó mình bỏ vô rồi đó. Và đó, và tôi cần cái người làm nó phải là cái người giỏi, không phải giỏi mà người biết máy mà nhanh, phải nhanh như vậy, như ông Kiên vừa nghe là ông Kiên biết liền đó, ông cần người vậy. Chứ còn mà cái này con không có làm sao để chờ cháu nội con đi làm về rồi nó chỉ là con đó. Mấy người đó chỉ cho họ một thước dây họ treo cổ rồi, chứ còn bây giờ đó mà giờ xin chào bà có rồi, xin chào cháu nội con về, chào ông xã con về,
chơi bài xã, chơi cộng xã, chơi buổi xã gì đó, là cái đó là không xài được. Ok, rồi bây giờ như vậy đã trả, để trả lời chung cho cái thắc mắc là giúp, là giúp cái gì, là giúp như vậy đó, tức là tôi tìm kênh tiếng Việt, rồi tôi tìm kênh Bali tương đương, xong rồi cái người đó họ mới chia cột, một bên đó là cột trái là Bali, cột phải là tiếng Việt, và họ phân đoạn, nếu mà họ biết chút ít phân đoạn, đoạn nào khó thì giao lại cho tôi, còn cái nào họ tự làm được thì họ làm đấy đó. Chứ còn mù tịch Bali là không được. Thứ hai nữa là sợ, có người họ rất là sợ, họ thấy trời tôi nhìn vô thấy rối quá, mà đừng nói ai, người đó chính là tôi chẳng hạn. Như bây giờ mà cái vị kêu tôi làm kinh tạng mà bằng bên mà bằng tiếng Nhật bên bằng tiếng Việt rồi tôi cũng khùng luôn, bởi vì mình nhìn thấy tiếng Nhật đó giống như mấy cọng bún gãy đó là chết luôn. Ok rồi, bây giờ mình giảng bài kinh sáng nay. Rồi kinh sáng nay đó là bài kinh tiếp theo, đó là cái bảy pháp bất thối được Phật ngày dạy. Ngày dùng gọi là vô lượng phương tiện để gọi là hướng dẫn chúng sinh tu hành giải thoát, và đặc biệt ở trong cái loạt pháp bất thối này thì ngài cũng vận dụng vô lượng phương tiện để xây dựng cái tăng đoàn. Mình nói là xây dựng tăng đoàn mà thực ra đó là xây dựng cái đời sống tu học cho mỗi cá nhân tỷ kheo. Khi mỗi cá nhân tỷ kheo được ok thì tăng đoàn đương nhiên, cố nhiên, hiển nhiên, mặc nhiên được ok. Đó là sức mạnh của tăng đoàn. Sức mạnh tăng đoàn không phải là sức mạnh hành chánh như là Vatican, như là bên Cơ Đốc, mà cái sức mạnh của Phật giáo là sức mạnh, là một thứ nội lực tự mỗi cá nhân cá thể. Đây, đó là sức mạnh thật sự của Phật giáo. Có nghĩa rằng là Phật giáo không cần đến một cái hệ thống hành chánh quy mô hoành tráng chặt chẽ như là Cơ Đốc, mà Phật giáo cần đến cái tinh thần tự giác ở mỗi cá nhân. Khi mỗi cá nhân được hoàn thiện thì tập thể được hoàn thiện, tăng đoàn được hoàn thiện, bốn chúng được hoàn thiện, và cái giáo pháp được là duy trì tồn tại lâu ngày ở đời. Đó là tinh thần của Phật pháp. Tôi không phủ nhận cái giá trị của phương pháp hành chánh, nhưng mà nếu mà mình coi nặng cái hành chánh mà mình coi nhẹ, cái chất lượng, cái nội dung ở mỗi cá nhân thì không xong, không xong. Tha là trên mảnh đất Việt Nam, trên mảnh đất Úc Châu mênh mông đó không có một cái giáo hội hành chánh, nhưng mà cứ la ra mình gặp đây đó những vị có tài, có đức, có giáo lý, có hành trì thì vẫn tốt hơn là một hệ thống chặt chẽ mà gồm toàn là những thành viên thuần túy gọi là máy móc, mà trong đầu thì không có nội hàm, không có Phật chất này, thì trường hợp đó là không tốt cho đạo nha. Tức là nếu được cả hai thì tốt, còn nếu tối thiểu thì thà là có những cái cá nhân có nội hàm, có Phật chất, có chất lượng, có nội dung vẫn tốt hơn. Đây chính là lý do vì đâu mà Thế Tôn đã dạy một loạt các pháp bất thối, mà qua đó các vị tỳ kheo tự hoàn thiện bản thân và cũng kín đáo xây dựng, đóng góp, củng cố vô cái tăng đoàn mà mình đang có mặt, đang góp mặt. Đấy. Thì mình đã học xong hai cái nhóm pháp bất thối trước, bây giờ mình học qua cái nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba này nếu mà bà con đọc lướt qua thì thấy hiểu rồi, nhưng mà nó không có đơn giản như vậy đâu. Để pháp bất thối tiếp theo là Đức Phật ngài dạy khi nào mỗi cá nhân tỷ kheo có được 7 cái điều kiện tâm lý sau đây, thì khi đó bản thân vị đó đó được tốt đẹp, và tăng đoàn cũng nhờ vậy mà được củng cố. 7 cái giá trị tinh thần đó là gì? Ở đây đó, khi mà Đức Thế Tôn ngài kể ra đó, thì mình thấy rõ ràng có trước có sau. Có trước có sau, có số 1, số 2, số 3, số 4. Nhưng mà kỳ thật thì 7 cái này phải được cùng một lúc phát triển đồng bộ. Nhớ nha, phát triển đồng bộ có nghĩa là cái này nó hỗ tương như cái kia. Trong diện tu học nói riêng, và cái bản chất, cái hình thái vận động của vũ trụ nói chung là sự đồng bộ của các thành tố, chứ không có cái vụ trước sau. Nhớ nha, có vụ trước sau. Thí dụ như có một cái để nuôi dưỡng một cái cây hoa thì mình thấy có đất, rồi có nước, rồi có nắng, rồi có gió, rồi có sương, đúng không? Thì mấy cái này nó phải
đồng bộ, chứ không thể nào nước riêng đất riêng làm được. Nắng gió mưa sương phân đất nước, mấy cái này nó phải cùng một lúc nó có mặt thì cái cây nó mới phát triển. Nhưng mà khi kể là bắt buộc phải kể có cái trước có sau. Kể ra đầu tiên rồi phải kể đất trước đã, rồi mới tiếp theo là nước, rồi tiếp theo là phân, rồi tiếp theo đó là nắng, là gió, là không khí, lập 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 là nhưng mà kể thì phải kể trước. Như mình phải hiểu ngầm là mấy cái này nó phải là có mặt cùng một lúc. Có mặt cùng một lúc. Rồi cái đầu tiên đấy là khi nào một vị tỷ kheo mà thành tựu được niềm tin thì lúc đó cái bản thân cái vị đó cái chuyện tu học mới có hy vọng. Và mới có hy vọng. Mà niềm tin ở đây là gì? Niềm tin ở đây không có phải là nhắm mắt cắm đầu tin cậy một cái đối tượng, một cái lời dạy nào đó, mà cái niềm tin đó nó phải song hành với trí tuệ. Mà đôi khi trí tuệ ở đây thì ngài lại kể ở cuối cùng, nên nhớ trong kinh Phật mình lưu ý chỗ đó. Khi kể thì có trước có sau, nhưng mà cái kể trước chưa chắc không hẳn nó là cái quan trọng nhất, và cũng không phải là cái được kể đầu tiên là cái sơ cơ, cái bắt đầu chưa hẳn, mà cái được kể sau cùng không phải là vì nó không quan trọng và không phải là vì nó quan trọng nhất. Mà thì có nhiều khi kể phải có nhiều lúc là như vậy, nhưng có nhiều lúc mình phải hiểu là đó là chỉ bắt buộc thôi. Đó là chỉ bắt buộc. Thì ở đây cái chuyện đầu tiên là cái niềm tin ấy. Vị tỳ kheo nói riêng và cái người tin Phật nói chung ở đâu có niềm tin thì mình thấy rõ ràng là chính trong kinh dạy muốn có được niềm tin nó phải nhờ đến nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái chỗ ở, mình ở đâu, mình ở một cái chỗ mà dễ dàng tiếp xúc với minh sư thiện hữu, mình ở một cái nơi chốn mà mình có thể dễ dàng mau chóng tìm được những cái câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc hoang mang của mình đó. Chứ còn ở một cái chỗ mà toàn ten thì treo leo thì khó lắm. Nhưng mà ngày nay thì nó có cái internet rồi thì cái đó không có sao. Nhưng mà nói theo kiểu ngày xưa đó là cái chỗ ở rất là quan trọng, không? Rồi cái thứ hai nữa là thứ nhất là mình ở đâu, thứ hai là mình thường gặp ai đó. Và cái thứ ba đó tức là cái khả năng khéo tư duy. Khéo tư duy là gì? Tiếng Pali gọi là Yoniso Manasikara, có nghĩa là khéo tư duy, có nghĩa là mình suy nghĩ đúng cách, đúng hướng, hợp lý thì gọi là khéo tư duy, hoặc ngày Minh Châu dịch, ngày dịch là như lý tự ý đó. Thì có những cái điều kiện này nè thì mình mới có được cái chánh tính, có nghĩa là có được cái niềm tin, có được cái niềm tin mà đúng đắn, niềm tin của người có chánh kiến. Chứ còn tin á, thì theo A Di Đà thì ai cũng có niềm tin hết. Cái tâm sở tính, tâm sở tính niệm tầm quý, cái tâm sở tính này ở đâu cũng có, ai cũng có. Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Thiền Chúa, Tinh Lành, đạo Bà Tư, Bà Tám, đạo nước sôi nước lạnh, đạo dừa, đạo ổi, đạo nào cũng có niềm tin hết. Nhưng mà cái tin mà Đức Phật nói ở đây đó là chánh tính, cái niềm tin mà nó được thiết lập trên cái nền tảng của trí tuệ. Đây, trí tuệ về cái gì? Trí tuệ về tam tướng, trí tuệ về nhân quả. Trí tuệ về nhân quả là sao? Là luôn luôn nhân lành vô quả vui, mà nhân xấu vô quả khổ. Luôn luôn nhớ rằng mọi thứ do duyên mà có, không phải ngẫu nhiên mà có, không phải do một cái đấng cao siêu nào đó an bài, sắp đặt, ban phát, mà mọi thứ nó do các duyên, do vô số nhân duyên tác động. Thì đó gọi là trí tuệ nhân quả. Chỉ nhân quả thì nghĩa rất rộng, không? Rồi cái thứ hai là ý nghĩa về tam tướng, cái trí tuệ hiểu biết về tam tướng có nghĩa là sao? Có nghĩa là biết rõ rằng mọi thứ do duyên mà có và đã có rồi phải mất, phải biết rõ rằng mọi thứ không có gì đứng yên mà có thể tồn tại, mọi thứ phải luôn, nói theo vật lý hiện đại, mọi thứ luôn luôn là trong cái tình trạng tiếp nhận năng lượng và tự hủy để có thể tồn tại. Đây, nhớ nha. Hoặc là nói gọn nữa, mọi thứ đang trên đường tự hủy để tiếp tục chuyển đổi cái hình thức hiện hữu. Nói nó hơi cầu kỳ chút vậy đó. Luôn luôn tự hủy, có nghĩa là luôn luôn nó tự mất đi để nó trở thành một cái khác. Luôn luôn nó trở thành một cái khác. Đây là lý do vì đâu mà trong kinh có nhiều cái từ để gọi cho cái vạn pháp hữu vi, trong đó có cái chữ Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là sự hiện hữu. Sự hiện hữu, sự hiện hữu chỉ là sự hiện hữu của từng khoảnh khắc, ở từng khoảnh khắc tất cả là mọi thứ chỉ là sự hiện hữu thôi, chứ có đây không có gì ghê gớm hết, mà chỉ hiện hữu của từng khoảnh khắc với sự hỗ trợ của vô số điều kiện, vô số nhân duyên
Thì hiểu được như vậy đó được gọi là trí tuệ, không? Thì bất cứ một cái niềm tin nào mà nó thuận ứng, nó thuận ứng, nó không có chống trái, nó không có mâu thuẫn, nó không có đi nghịch lại cái trí tuệ nhân quả và trí tuệ tâm tướng, thì cái niềm tin đó được gọi là chánh tín. Và đây chính là cái thứ niềm tin mà Đức Phật kêu gọi ở vị tỳ kheo này. Chứ còn mình cứ cắm đầu cắm cổ mình tin là trong kinh nói vậy, sư phụ nói như vậy, bà con nói như vậy, mọi người nói như vậy, thiên hạ nói như vậy, quần chúng nói như vậy, cho nên tôi tin. Không lẽ chừng đó người điều sai hay sao? À, mình cứ nghĩ như vậy mà ráng mình tin theo thì cái đó không không được. Mà niềm tin là phải dựa trên cái cơ sở, cái nền tảng thuyết phục này. Chẳng hạn tuy nhiên cái chuyện mà mình bây giờ có một chuyện nó nằm ngoài cái đời tu này, bây giờ tôi nói chuyện đời, chuyện đốt giấy vàng bạc á. Bác sĩ, kỹ sư nhiều người vẫn đốt vì họ thấy rằng má đốt, bà ngoại đốt, phải không? Dì cô thím cậu đốt, láng giềng hàng xóm đốt, thời thiên hạ đốt, thì chừng đó người hôm lễ người ta làm bậy. Thế là giàu trí thức nhưng mà vẫn đi đốt giấy vàng bạc. Rồi chưa kể nó có trường hợp này nữa, là có người nằm mơ thấy người thân về kêu đốt cái này đốt cái kia, đốt nhà lầu xe hơi, đốt iPhone, đốt mấy cái túi sách LV, Gucci, tùm lum hết. Rồi cái là mình dậy, cái mình thức dậy mình đi mua mấy đó về mình đốt, mua mấy cái bằng giấy về đốt. Rồi còn đi kể đó chứ, kể là nếu mà mấy ông thầy ông nói đúng thì tại sao tôi nằm mơ tôi thấy như vậy, thế má về má kêu đốt mấy cái túi sách LV, bây giờ má dưới shopping mà xài cái túi mà túi Nike cái rồi dởm quá, đi mất mất mặt với cái đám dòng ở dưới quán, bây giờ má cần mấy cái đồ hiệu ví dụ như vậy. Thì rõ ràng đó là mình thấy cái đó là đúng quá chứ đúng không, rõ ràng là có người ở dưới, cái dòng với âm phủ cửu tiền hoàng tiền họ cần họ mới về báo đúng không. Nhưng mà không phải như vậy, không không, tại đâu vì đâu mà nó có cái giấc mơ đó, là bởi vì trong cái đầu của mình nó xưa giờ đó là mình đã trót tin cái chuyện đó, trót tin cái chuyện mà đấu giấy vàng bạc. Mình bản thân mình trót tin mà mình bên tai mình cứ văng vẳng cái lời của bà con mê tín. Rồi cuối cùng là do cái tình thương của mình đối với má. Mình biết má lúc còn sống má rất là mê shopping, má mất rất là mê hàng hiệu. Chính vì lòng thương má cộng với cái nền tảng mê tín xưa giờ, hai cái đó nó cộng lại nó ra cái giấc mơ. Nếu quý vị tin rằng giấc mơ là có thật, thì tôi hỏi các vị nha, các vị nghĩ làm sao nếu các vị nằm mơ, các vị thấy các vị bay được, các vị nghĩ làm sao? Lúc đó mình mới thấy, thì giấc mơ luôn luôn là giấc mơ. Nhớ nha, chứ đừng có nói là mơ là đúng, cái gì tôi thấy trong mơ là đúng. Thì cái đó. Mà tại sao mình mơ, mình thấy cái đó thì như tôi vừa giải thích, là tại vì xưa giờ mình vốn có một tí mê tín trong người rồi. Rồi cộng với cái tình thương đối với má nữa. Đây, rồi bản thân mình cũng quan tâm đến đồ hiệu nữa. Thế là nằm mơ thấy như vậy. Thế má về, má đòi, má xin đủ thứ đồ hiệu. Má kêu đốt cái này, đốt cái kia. Thì một người mà chánh tín, một người có trí, họ không có tin cái chuyện đó. Dầu họ nằm mơ, họ thấy cái giống gì đi nữa. Chẳng hạn như ngày xưa đó là ở Việt Nam, lúc tôi còn cách đây cũng 30 mấy năm, là lúc tôi còn trẻ. Có cái cô đó cũng đi chùa. Mà cụ nó cũng nghe pháp, cũng thích lắm, cũng thích nghe pháp lắm, chứ còn không thích tụng kinh nha, thích nghe pháp. Mà cũng thích cái lá y của chư tăng năm tông, thích lắm. Có một chuyện cũng không có thích, là cô thấy mấy sư ăn nước mắm là cũng không có thích. Thế là tối mới về mới nằm mơ, cô thấy má về, má nói đừng có đi cái chùa đó nữa, cái chùa nó ăn mặn. Thế là nàng bỏ chùa luôn. Một thời gian dài thì gặp bạn bè bạn đạo hỏi sao không đi chùa, bà nói má về má kêu. Má về má kêu thì sư phụ tôi, khi mà tới hồi sư phụ tôi nghe cái chuyện đó, sư phụ tôi mới nói đùa thôi, sư phụ nói đùa, sư phụ nói nhắn với cổ cẩn thận, có chừng má về má kêu bỏ năm tông thì cổ bỏ ít bữa, cái ba cổ về kia cổ đi theo đậu hồi, cổ đi theo đậu hồi là chết luôn. rồi bà nội về kêu theo cái đạo tinh lành, rồi bà cố về kêu theo cái đạo dừa đạo chuối, đó là rốt cuộc là cổ là thân gái 12 bến nước đi theo bến nào đó. Hồi thì bỏ này thì hồi thì theo cái kia là khùng luôn, nói cổ cẩn thận nha, cẩn thận với chim bao. Thì mà sư phụ tôi chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng mà tôi hiểu ngầm đó là lời nhắc nhở.
đó là nhà, nhà. Nó có cẩn thận, bởi vì nay thì người này về báo này, mai người kia báo kia là chết luôn, hoặc là lỡ có người thân về suối có đi ăn cướp nhà băng là tính sao. Đây chim bao mà, cho nên chánh tính là như vậy, nhớ nha. Rồi bây giờ cho nên mà muốn có được chánh tính là ở đâu ra à, thì ở trong kinh nói rất rõ là mình và người. Mình có nghĩa là mình phải có yoniso manasika đó, phải có cái khả năng tư duy hợp lý trên cái nền tảng văn tư tu à, đó là mình. Còn mình phải dựa vào người là sao? Tức là phải dựa vào minh sư thiện hữu. Đấy, phải dựa vào minh sư thiện hữu. Có nghĩa là thấy nó kỳ kỳ là phải kiếm người hỏi liền, kiếm người trao đổi, kiếm người tham khảo liền nha. Nhớ hai cái. Cho nên là cái điều kiện mà trong kinh đó, điều kiện mà để có cái chánh kiến hoặc là chánh tính luôn cũng được, nó gom chung thì nó có hai. Một là parakhosa. Parakhosa đây có nghĩa là phải nhờ học hỏi từ người khác, từ thầy, từ bạn. Parakhosa, không nhớ nha. Parakhosa, khô là chữ GH. Parakhosa. Cái trường hợp thứ hai đó gọi là yoniso manasikara, có nghĩa là khéo tư duy. Thì có hai cái này nó mới có trí tuệ, nó mới có chánh chánh kiến, mới có chánh tính. Còn không có hai cái này là chết, không? Đó. Mà cái này thì không phải riêng tỳ kheo, mà cả cư sĩ, cả bốn chúng, tứ chúng trong đạo đều phải ghi nhớ bốn cái đó. Có nghĩa là muốn có chánh tính là phải có hai cái này. Một là phải có thầy bạn, hai là phải bản thân khéo tư duy. Khéo tư duy trên cái nền tảng trí tuệ hồi nãy tôi nói rồi, nhớ nha. Và hôm nay thì các vị hỏi tôi về chứ chỗ tôi ở không có thầy, các bạn tôi phải làm sao? Thì mình có internet, mình có kinh sách mà à, thì đó cũng là minh sư thiện hữu đó, nhớ nha. Kinh sách dầu là bằng giấy hay là online cũng là minh sư thiện hữu. Trong trường hợp mình không tìm được người bên cạnh à, thì ít ra kinh sách cũng là minh sư thiện hữu, phải không? Rồi đó là chánh tính. Cái thứ hai nữa đó là tàm. Tàm quý nó là cặp. Tàm là cái gì? Tàm là biết thẹn à, tàm là biết thẹn. Thì ở trong chú giải ghi cả chánh tạng này, cả chánh tạng thì rất rõ tàm nó có nhiều cái trường hợp mà đó giờ mình chỉ nghe phớt phớt thôi. Tàm là thẹn, biết thẹn khi làm bậy. Thì tàm nó có hai trường hợp, có nhiều không phải hai mà có nhiều cách phân, có nhiều cái cách giải thích rộng rãi. Có hai trường hợp. Một, tàm có nghĩa là vì thẹn mà không làm, không có làm điều bậy. Thẹn mà thẹn ở đây là sao ta? Thẹn đây là vì nghĩ đến mình và nghĩ đến người. Nghĩ đến mình á có nghĩa là nghĩ là người như mình, Phật tử như mình, nhà sư như mình, gia thế như mình, dòng dõi như mình à, mà tại sao mình đi làm chuyện đó à, đó là nghĩ về mình mà không làm. Thứ hai là nghĩ về người, là nghĩ rằng cái đoàn thể mà mình đang có mặt không à, là một đoàn thể thiêng liêng à, tứ chúng là một đoàn thể thiêng liêng mà mình lại làm như vậy là mình bôi vấy cái đoàn thể của mình. Thì đó là cái lòng thẹn. Cái lòng thẹn khi nghĩ về người khác, cái tức là lòng thẹn, cái lòng thẹn đối với tội lỗi, đối với điều xấu khi nghĩ về mình và về người. Đó là một cách phân tích. Cách thứ hai, thẹn vì thẹn mà không làm cũng là một là thẹn. Trường hợp thứ hai, lỡ làm rồi mà biết thẹn không làm nữa, đó cũng là thẹn. Hiểu chưa? Rồi. Và ở trong cái đó là trong chú giải, còn trong chánh tạng ghi rõ thế này. Khi mình sắp làm cái nào, cái chuyện gì đó mình phải nhớ cái này. Khi mình hữu sự á, à, khi mình cái này ở trong Kalama có, cái này trong Nhật Tụng Kalama quyển 4 có bài kinh này. Khi mình hữu sự á thì mình biết cầu chư thiên. À, mình cầu chư thiên, mình mong chư thiên hãy dòm ngó để giúp mình. Nhưng mà khi mình làm bậy á thì mình quên mất là chư thiên họ cũng đang dòm mình. Nhớ cái đó, nhớ nha. Khi mình hữu sự thì mình mong là chư thiên luôn luôn dòm ngó mình. Ví dụ như máy bay chao lắc, biển sóng, thuyền sắp chìm, đi lạc trong rừng tối, đêm hôm ở một mình, hoặc là bệnh hoạn đau đớn, hoặc là hấp hối tận tử. Những lúc đó mình nghĩ đến chư thiên, mình mong chư thiên giúp mình, vì mình tin rằng họ đang luôn luôn ngó mình. Mình hồi hướng cho họ thì họ nhìn mình. Đó. Nhưng mà tới lúc mình làm chuyện thầm bậy, mình lại quên mất cái chuyện là chư thiên họ cũng nhìn mình đâu vậy. Đấy, cái đó là chánh tạng đó. Có Đức Phật dạy rằng có những khi bị tỳ kheo sắp làm chuyện quấy, nhớ rằng có những sa môn, bà la môn, có thần thông, hoặc có những thiên tử, có những chư thiên, có những phi nhân quốc mại quốc Phật họ cũng đang nhìn mình. Tỳ kheo nghĩ như vậy nên không có lạ, đúng không? Thì cái đó được gọi là thẹn đó nha. Rồi còn cái sợ,
cái sợ đây là cái là úy, tàm là thẹn, mà úy là sợ, sợ có bóng. Một là sợ cái gì, một là sợ cái cắn rứt lương tâm. À, sợ cắn rứt lương tâm có nghĩa là mình nếu mà làm chuyện này thì cả đời mình không có yên đâu. À, cái sợ thứ hai là sợ tiếng đời dị nghị. Đây, có nghĩa là mình làm này mình đến tay đại chúng mình đã biết được là mình chết. Đây, rồi cái trường hợp thứ ba đó là sợ pháp luật, có nghĩa là cái chuyện này mà pháp luật mà nó sợ gáy là mệt lắm, không, cái chuyện này không nên làm. Cái chuyện thứ tư là chuyện nhân quả báo ứng, có nghĩa là chuyện này mình làm thì kiếm sao là mình mệt á. À, ví dụ như bây giờ chuyện nhẹ thôi, tôi ví dụ chuyện nhẹ thôi, ví dụ như bây giờ nhà cái phòng mình mối dán chuột kiến nhiều quá, mình lấy đồ mình diệt, mình giết đó, mình giết đó, làm đặt bẫy hay là xịt thuốc gì đó, thì mình cứ nghĩ là để đổi lấy cái sự sạch sẽ, cái sự thoải mái trong phòng mà mình giết nó, và bây giờ nó bị mình giết thì nó là con dán, con kiến, con mối, con chuột, nhưng mà mai sau cái quả nó trổ thì nó có hai hướng. Một là vì cái nghiệp sát mình có thể bị đọa bốn đường khổ. Hai, nhẹ hơn chút thì khi làm người mình mà bị bệnh tật yếu thọ tàn phế nha, bệnh tật yếu thọ tàn phế, cái nghiệp sát nó độc vậy đó nha. Các vị chắc trong room này cũng có người thắc mắc là tại sao mà sát sanh mà bị yếu thọ là hiểu rồi, nhưng tại sao bị tàn phế, bị bệnh hoạn là sao? Là bởi vì khi mình sử dụng thuốc á, mình đặt bẫy thì mình không kể đến cái tình trạng cái tình trạng mà bầm dập đau đớn của cái con vật đó, mình không có kể. Cái vị tưởng tượng nó ăn nó vào nó dãy dùa không, hoặc là cái bẫy mà đập xuống nó gãy chân, nếu mà nó thoát được nó bị gãy chân đó. Đó, cho nên cái nghiệp sát đó, nó dẫn đến cái chuyện là bệnh tật rồi tàn phế là vậy đó. Rồi yếu thọ, nghĩ cái đó, nghĩ cái đó, sợ nó gọi là sợ cái báo ứng đó. Vậy thì cái úy này có bốn là sợ cắn rứt lương tâm, sợ tiếng đời dị nghị, sợ pháp luật trừng trị và sợ nhân quả báo ứng đời sau, gọi là úy. Thì một cái người mà tu học mà nhớ mấy cái này thì nó đỡ lắm, nó đỡ rất là nhiều nha, đỡ rất là nhiều. Thì đây là bảy pháp bất thối, đã bắt đầu vào niềm tin. Tôi đã giảng hơi kỹ về niềm tin, ngắn thôi nhưng mà nhớ niềm tin là phải như vậy đó. Thứ hai nữa là tàm quý, cái tàm là sao, quý là sao. Với mình, với mình nhớ thế này, tàm quý nó là cái dấu hiệu tâm lý mà chỉ có ở cái chúng sanh cao cấp. Nhớ nha, tàm quý nó là cái dấu hiệu tâm lý, dấu hiệu đạo đức mà chỉ có ở chúng sanh cao cấp, chứ còn mấy cái loài mà thấp kém đó là nó không có cái khả năng tàm quý. Nhớ cái đó. Cho nên khi mình sống nhiều với cái tàm quý, có nghĩa là mình đang xây dựng cái thói quen của cái chúng sanh cao cấp. Muốn về trời, muốn trở lại thân người thì phải chuẩn bị một cái nền tảng tâm thức của cái loài người, của thứ động vật cao cấp. Còn nếu mà trong đời sống thường nhật mà cái tâm lý của mình nó có quá ít những cái yếu tố tâm lý mà cao cấp thì mình không thể sanh vào cảnh giới cao cấp. Cái đây là một chuyện rất là nhân quả, rất là khoa học. Không, anh muốn về sống ở đâu thì anh phải có những chuẩn bị tương thích. Thí dụ như anh muốn về châu Âu anh sống, anh muốn về Mỹ anh sống, thì chuyện đầu tiên là anh phải có cái gì? Anh phải có tiền, rồi anh phải có tiếng. Có tiếng là anh phải có ngôn ngữ, anh phải có khả năng suy sở bằng ngoại ngữ. Không, đúng không? Chứ đâu phải anh tự nhiên anh đang bán vé số, anh ăn mò cua bắt ốc vậy rồi cái anh mặc bộ đồ vest lên với bà anh bay qua Mỹ anh sống. Đâu có. No. Anh phải có những chuẩn bị tương thích. Anh phải có tiền, bạc, giấy tờ, tùm lum tà la hết, anh mới về Mỹ anh định cư được, đúng không? Đó. Hoặc là bây giờ mình từ ở vùng đầm lầy nước động mà mình muốn lên phố mình sống. Nhà ở đâu? Nhà ở đâu trên phố mà ở? Hả? Nhà ở đâu? Phải có chỗ để mình mới về về phố được chứ, đúng không? Rồi, ở đây cũng vậy. Trong ba cõi nhân viên là ở đâu cũng cần đến những điều kiện tương thích. Muốn về Phạm Thiên thì phải đắc thiền. Muốn về dục thiên thì phải có thập thiện. Còn muốn sa đọa thì cứ sống bằng cái tâm thức của cái loài sa đọa. Đơn giản như vậy, ở đâu có điều kiện ở đó nha. Chứ không phải khơi khơi muốn dọn vô Phú Mỹ Hưng là dọn. Không phải khơi khơi mà muốn dọn về New York là dọn. Không phải khơi khơi muốn về Tokyo, muốn về Zurich, muốn về Vienna, muốn về Copenhagen là không được, không được. Anh muốn về đâu anh phải có những cái chuẩn bị tương thích. Nhớ nha. Đấy. Cho nên cái tàm quý nó quan trọng như vậy đó. Rồi,
Cái tiếp theo đó là cái đa văn. Cái đa văn, cái đa văn ở đây đó nó có nhiều nghĩa, ít nhất là hai nghĩa. Cái này cũng kinh nói nhưng mà tôi nói, tôi biết cái gì mà nói, không, tôi biết cái gì mà tôi nói. Đa văn ở đây trong trong chú giải, trong chánh tạng giải thích có hai trường hợp. Một, đa văn là thông suốt nằm lòng kinh điển hoặc là một phần lớn của kinh điển, ví dụ như thuộc lòng cả tâm tạng hoặc là hai tạng một tạng, hoặc thuộc lòng cái trung bộ trường bộ, thuộc lòng chú giải, đó gọi là đa văn, không? Rồi, nhưng mà trường hợp thứ hai, đa văn là sao? Đa văn là hiểu thấu suốt một vài bài kinh cũng gọi là đa văn, hiểu thấu suốt. Thí dụ như bài kinh Tứ Niệm Xứ đấy, có nghĩa là bây giờ kinh rồi đó, giờ kinh sách mình không có đọc nhiều, nhưng mà hôm nay bằng vào tất cả khả năng kiến thức ta tìm hiểu đến đầu đến đũa, tới nơi tới chỗ nội dung bài kinh Tứ Niệm Xứ. Tôi ví dụ như là trong room này bà con nào đọc được tiếng Anh đó, bà con đánh giùm tôi cái chữ somatera, đánh được không? Somatera. Somatera. Rồi đánh vào Google, đánh luôn cái chữ somatera mindfulness, chỉ nhiêu đó thầy. À, mindfulness tức là cái quyển sách về chánh niệm của ngài ngày Somatera, ngày dịch chánh văn kinh niệm xứ của kinh Tạng, mà đồng thời dịch kèm luôn cái chú giải luôn, không, dịch luôn cái chú giải. Cho nên tôi khẩn thiết thiết tha kêu gọi trong room, ai là người thấy tiếng Việt mình trong sáng, tự tin được cái tiếng Anh của mình, thì làm ơn chuyển dịch cái bộ đó sang tiếng Việt dùng, rất là ngắn. Khoảng nếu mà tính theo khổ giấy 15-20 đó, thì nó khoảng 200 trang. Đấy, 200 trang. Mà lệnh cái cuốn vô trong cái bắp đầm á, không, đi đâu cũng mở ra coi, thì trong đó là giải thích rất rõ cái kinh Tứ Niệm Xứ, hiểu tới nơi tới chốn bài kinh Tứ Niệm Xứ, hoặc là hiểu tới nơi tới chốn cái bài kinh Trạm Xe, phải không Phan? Kinh Tứ Niệm Xứ là trong trung bộ trường bộ nha, phải nói rõ trung bộ trường bộ. Còn thứ hai nó là cái kinh Trạm Xe ở trong trung bộ kinh đấy, à, kinh Trạm Xe Ratthavimitta, kinh Trạm Xe. Thì đọc hiểu cho tới nơi tới chốn kinh Trạm Xe, không, thì đó cũng gọi là đa văn. À, thậm chí trong Pháp Cú Đức Phật ngày dạy hiểu thấu suốt một bài kệ 4 câu, hiểu thấu suốt mà một bài kệ 4 câu cũng gọi là đa văn. À, hiểu tới nơi tới chốn, bởi vì cái dốt nó có nhiều trường hợp. Một là biết cái không đáng biết, biết cái không đáng biết. Thứ hai là không biết cái đang biết. Và cái thứ ba là biết không tới nơi tới chốn cái đang biết. À, và tổng cộng là có 3 cái. Một là không biết cái đang biết, thứ hai là chỉ biết cái không cần biết, và cái thứ ba là biết lờ mờ, biết lan man, biết mơ hồ, biết không rõ ràng, không tới nơi tới chốn. À, thì đó gọi là cái dấu thứ ba. Thì cái đa văn là gì? Đa văn là một là thông suốt bộ kinh này qua bộ kinh kia, tạng này qua tạng nọ, nhưng mà trọng thứ hai là hiểu tới nơi tới chốn bài kinh mà mình thấy rằng tâm đắc và có thể hỗ trợ tốt cho cái chuyện tu học của mình. Mình tìm hiểu tới nơi tới chốn, và hôm nay có internet rồi thì cái chuyện bà con tìm hiểu nội dung một bài kinh nó càng bội phần dễ dàng so với ngày xưa ấy, vậy mà vẫn không chịu. Và tôi xin nói một chuyện buồn, đó là tôi gặp rất là nhiều người, có chữ rất nha, chứ không phải nhiều, mà rất rất nhiều người gặp tôi, họ nói họ muốn học cái này, muốn học cái kia, có người nói muốn học A Tỳ Đàm, muốn học tiếng Pali để đọc kinh tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng họ chốt là một câu, đó là tiếc quá con không có thời gian. Các vị biết hồi đầu tôi tin, lúc đầu tôi tin,
Nhưng mà sau đó tình cờ tôi phát hiện ra là toàn là nguyên một cái lũ nói dốc không. Trên đời này hiếm cái người nào mà không có thời gian. Thời gian để học đạo hiếm. Đốt đốn đi tiền. Không? Hiếm. Vì sao tôi nói vậy? Là bởi vì nếu mà mình dốc lòng thì tự nhiên nó lòi ra cái thời gian. Tôi hỏi các vị một câu thôi. Nếu mà mỗi ngày mà các vị dành ra 2 tiếng để nghiên cứu nghiêm túc kinh Phật, không? Để rồi giúp cho cái bệnh tiểu đường của mình nó hết ung thư, hết tim mạch, hết cao máu, hết, thì có vị có dành không? Có dành ra 2 tiếng không? Tự hỏi lòng mình đi. Tự hỏi lòng mình đi. Nếu mỗi ngày mà mình nghiêng bỏ ra 2 tiếng để nghiên cứu kinh Phật rồi nhờ vậy mà giúp giảm được hoặc là trị hẳn bệnh ung thư, tiểu đường, cao máu, tim mạch, không? Tim thòng, tim lớn gì đó, không? Thì hỏi bà con có dành thời gian, tôi tin chắc 1000% là bà con sẽ. Vì sao? Vì lúc bây giờ cái việc học kinh điển nó là cái chuyện cứu mạng, đúng không? Đây. Còn đằng này khi quý vị không xem cái chuyện học kinh điển nó là quan trọng, cho nên quý vị mới thấy mình không có thời gian. Rồi thà lấy cái phone bấm tầm 7 tầm 3, chat đầu này, chat đầu kia, gửi tin nhắn, Viber, Messenger, Facebook, email, message tầm lum hết là thì được. Mà ai mà kêu tôi học cái chỗ không có, em có thời gian chị ơi, em có. Em bận quá trời, em thấy chị học mà em ham luôn cái chỗ, em tiếc quá. Nói dốc. Mà khi cái đầu mà nó súc vật như vậy, tôi nói hơi nặng đó, thì đừng có trách là tại sao mình không có chánh tính, không có chánh kiến, không? Bởi vì mình dốt giáo lý mà. Khi mà mình dốt giáo lý thì đừng hòng mà có chánh tính, đừng hòng có chánh kiến. Mà hai cái này nó không có đó, thì cái hoạt động, cái sinh hoạt của mình lấy đâu mà có được cái soi đường dẫn lối ở đâu? Thế là mình chỉ hoạt động thuần túy theo cái bản năng, theo cái dốt của mình thôi. Đấy. Và tôi nhắc lại lần nữa, đừng có nghĩ rằng Phật pháp biết được thì tốt. Cái này là một cái rất là bậy của Phật tử mình. Nghĩ rằng Phật pháp là một cái gì đó biết được thì tốt. Thật ra Phật pháp không phải là cái biết thì tốt, mà Phật pháp là phải biết, phải được biết, chứ không phải là biết được thì tốt. Ví dụ như tôi nói hoài, kiến thức về yoga, về khí công, về thái cực quyền, kiến thức chân hoa, kiến thức nấu ăn, kiến thức làm giường, mấy cái đó biết được thì tốt, không biết không chết thằng Tây nào hết. Nhưng mà Phật pháp không phải vậy. Phật pháp không phải là cái thứ mà biết được thì tốt. Mà nếu anh thấy đời này là khổ, anh thấy cái thân này nó là cái gánh nặng, đấy, anh muốn có một cái tuổi già an lành, an lạc, anh muốn có một cái chết thanh thản, an nhiên, thì bắt buộc anh phải biết Phật pháp. Chứ Phật pháp không phải là cái thứ biết được thì tốt. Nếu mà nó biết được thì tốt thì không biết không sao, đúng không? Nhưng mà không. Mà nó xui một chỗ là tôi đang giảng chỗ này, cái bụng của tôi á, là nhắm tới mấy cái người có niềm tin. Có người không có niềm tin, họ nghe này, họ thấy mệt đó, nó trời vô mở sách ra thấy rối quá. Đây cũng chính là lý do vì đâu mà chúng tôi đã tận lực giới thiệu cho các vị thiền quán, giới thiệu cho các vị A Tỳ Đàm, giới thiệu cho các vị kinh tạng thông qua bộ Kalama, là với cái thiện chí, phải nói là với thiện chí, giúp cho bà con Phật tử không thấy sợ kinh điển nữa. Bà con có thể thông qua tôi tìm thấy một cái niềm cảm hứng nghiên cứu kinh điển, rồi tìm đến vị khác, chuyện đó no problem. Miễn là tôi thổi vào cho các vị một cái làn gió mới, một cái nguồn sinh khí, một cái động lực, một cái hơi ấm để thúc đẩy các vị lên đường dấn thân vào cái hành trình nghiên cứu, tham khảo, tìm hiểu, soi rọi kinh điển. Vậy là tôi vui rồi. Nhưng mà tôi nhắc lại, tôi muốn thông qua những gì tôi làm, những gì tôi nói, bà con có được cái cảm hứng tìm đến với kinh điển một cách gọi là thích thú và tinh tấn, không? Chứ còn mà là Phật tử, kể cả người xuất gia, mà không có cái hứng thú khi mà nghiên cứu kinh điển thì gạt lắm, không? Cho nên đây là lý do vì đâu mà Đức Phật ngày dạy đến một cái điều kiện quan trọng cho việc tu học, đó là phải đa văn, và như vậy là phải học. Chứ còn cái đầu phàm phu của mình nếu mà không có được kiến thức bơm vào đó,
Thì với cái não trạng bẩm sinh của mình, tôi hỏi các vị sống kiểu gì, tư duy kiểu gì, hành động kiểu gì, tự hỏi lòng mình đi nha. Với cái não trạng bẩm sinh của mình, với cái kiến thức mà trường lớp của mình ở ngoài đời đó, thì đủ để mình sống đời hay không? Tôi e là không đủ. Phải không ngừng bổ sung, bổ túc, không ngừng bồi dưỡng, tài bồi. Này, nhớ, nó không ngừng. Bởi vì cái đầu của mình nó giống như cái cây vậy đó. Là có nghĩa là nó phải liên tục được chăm sóc. Liên tục được chăm sóc. Chứ còn cái này là mình để, nhất là cây bonsai trong chậu, mà không có chăm sóc thì nó chỉ lăn ra nó chết. Nha. Mình đừng có nghĩ là ôi trời đất thiên nhiên bao la, rừng núi có biết bao nhiêu cây, người ta không chăm sóc cho nó sống. Cái đó là cái chuyện của nó. Cái chuyện mà nó sống được là cái chuyện của nó. Không. Nhưng mà riêng mình cứ nhớ cây là phải được chăm sóc thì mới hy vọng. Cái khả năng sống sót nó cao hơn. Nhớ nha. Ở đây cũng vậy. Cái não trạng của mình phải luôn luôn được chăm sóc, được dòm ngó thì mới may ra. Không. Chứ còn với cái não trạng bẩm sinh của phàm phu mình, nó rắc rối hơn cái cây gấp tỷ lần. Cái cây nhiều khi mình không có chăm sóc, nó có thể nhờ nắng gió mưa sương mà nó tự phát triển. Nhưng mà cái não trạng của một con người thì nó không phải như vậy nha. Nó không phải như vậy. Nó không phải như vậy. Nó cần đến cái sự chăm sóc dòm ngó liên tục và liên tục. Và đặc biệt là nó phải được bồi dưỡng những cái vốn liếng, những cái hành trang. Yeah, chứ còn 12 năm trung học thêm 4 năm đại học thì không có đủ đâu quý vị, mình biết mà còn có cái trường đời nữa. Còn bây giờ mình có thêm cái trường đạo là cái môi trường thực tập á, để từ đó cái biết cái hiểu của mình nó mới được là chứng thực. Nhớ nha, đó rất là quan trọng. Cho tôi nhắc lại, ngày nào mà vị tỷ kheo không có thiết tha tìm hiểu giáo lý thì tôi phải nói là cái chuyện tu hành của vị đó có vấn đề. Đừng có đi nhắc ma, tôi nói rồi, vị đó trong sạch lắm, vị đó đi chân không mang dép, vị đó không nhận tiền, vị đó đi bát, vị đó ngủ ngồi, vị đó không có giữ y dư, vị đó không có tiếp xúc phụ nữ, bla 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 bla, tùm lum. Nhưng mà tôi chỉ hỏi một câu thôi, vị đó có hứng thú trong cái chuyện tìm hiểu kinh điển không? Mà nói không, vị đó cứ dành thời giờ để hít thở thôi, là không được. Tôi chỉ nhắc lại, các vị có tu bằng ông Genka các bạn không? Không, mình tu mình không có làm gì so sánh, không, nhưng mà mình phải biết ngó vào những tấm gương. Nhớ nha, chứ mình so sánh để mà tự ti hoặc là tự tôn thì không nên. Tôi nhắc lại, mình tu mình không có nên nhìn người khác để mà tự ti tự tôn, hoặc là để coi thường người này, để thần tượng người kia, cái đó là sai. Nhưng mà mình phải biết nhìn những tấm gương tốt và gương xấu để mà mình chỉnh sửa mình. À, chứ còn mà mình tu thì kỷ niệm so sánh là không có nên. Nhưng mà nhìn để học tập, để rút kinh nghiệm thì nên chứ. Thì mình nhìn ông Genka mình thấy. Ông là thiền sư, bản thân ông là hành giả, dạy người ta và bản thân ông cũng hành thiền. Nhưng mà cả đời ông đau đáu, cả đời ông cứ đau đáu. Cái chuyện mà xây dựng một cái bộ đại tạng online và ông đã làm được, đó chính là bộ Parayati Tipitaka online. Và có hẳn một cái nhà xuất bản Parayati để mà phổ biến kinh sách chính thống, kinh sách dòng 1, kinh sách cấp 1. Này, cấp 1 dòng 1 có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái kinh điển mà trực tiếp từ chánh tạng hoặc từ chú giải. Còn những cái nội dung mà cái kiểu như là thiền học Tây phương hoặc là kinh nghiệm tuệ quán thì mình phải nói là mình tham khảo, phải nói thẳng luôn. Và kể từ sau cái quyển kinh nghiệm tuệ quán, chúng tôi quyết định không có dịch nữa, không có mạt cái loại sách đó nữa. Bởi vì muốn mà con có cái khái niệm, có cái nền thì giới thiệu bộ đó. Chứ còn nếu mà gọi là chính thức bước vào chuyện tu tập hành trì thì chỉ có tam tạng chú giải thôi. Và nói như vậy có nghĩa là mình phải thường xuyên tiếp xúc với kinh điển. Chỉ còn mà tôi nhắc lại, cái não trạng bẩm sinh của mình không có đủ đâu. Tự nhiên nghe ông thầy nào ông dạy cái pháp hơi thở, cái tâm đắc quá tối về cái thở không, mà không có dành tí thời giờ để nghiên cứu kinh điển không được. Mù tịch, đạo Phật không phải chỉ là hơi thở. Bởi vì nên nhớ, Bà La Môn cũng có thở, khí công yoga cũng có thở, nhưng mà cái lý tưởng, cái tinh thần, cái nội dung của họ nó khác mình. À, nhớ nha, chứ không phải nói thở là tu rồi tôi không đồng ý. Phải còn có cái nội dung thở
bằng chánh niệm, thở bằng trí tuệ. Biết rõ đang thở ra thở vào đó là chánh niệm. Biết rõ thiện ác buồn vui dù đang xảy đến cho mình, cái nào là thiện, cái nào là ác. Biết rõ mọi thứ do duyên mà có, biết rõ mọi thứ có rồi phải mất đi. Nhớ nha, thở vậy đã, thở vậy mới đúng. Chứ còn mà cứ chú ý thở ra thở vào thì cũng hay đó. Nhưng mà nên nhớ, không có Phật Pháp thì cái pháp môn nó vẫn được ngoại đạo biết đến. Nhớ nha, chứ còn mà không học giáo lý mà chỉ hít thở mỉm cười thì cái đó không có được. Rồi, đúng, cảm ơn. Cảm ơn cái kẻ nào mà post cái quyển này lên nè. Đúng rồi đó, Sumatra, đó, thấy chưa? Có nghĩa là đúng. Nói vậy, nãy giờ tôi giảng tôi nhắm mắt, bây giờ tôi mở mắt tôi thấy rồi. Bà con tìm cho bằng được cuốn này. Và tôi cũng nói luôn là nếu đọc thẳng được bản tiếng Anh thì quá tốt. Còn không, nó có xiên mà còn dịch cái quyển này ra tiếng Việt. Phổ biến cho bà con, phải không? À, phổ biến cho bà con. Và tôi đang muốn nói một câu rất là bậy mà không thể không nói. Biết nó bậy nhưng mà không thể không nói. Tôi tội khanh, thiết tha mong mỏi, bà con ngoài nước thì không nói mà trong nước nên dành thời giờ mỗi ngày 2 tiếng hoặc là mỗi tuần 4 tiếng. Mỗi ngày 2 tiếng hoặc mỗi tuần 4 tiếng, không? Nếu mà bận thì mỗi tuần 4 tiếng, còn nếu rảnh ngày 2 tiếng học ngoại ngữ đi, học để mà không cần nói mà học để đọc sách, học tiếng Anh, tiếng hoặc là tiếng Thái hoặc là tiếng Miến Điện, không? Rồi các vị hỏi tôi ai dạy, dạ thưa tại quý vị làm biếng, tại làm biếng mà cộng với ngu nữa, ngu bẩm sinh, ngu mà lười nữa, không? Rồi. Chứ nếu mà muốn học thì trong tăng ni Việt Nam 1 tỷ người họ biết tiếng Thái, 1 tỷ người họ biết tiếng Anh, 1 tỷ người họ biết tiếng Miến ở trong Việt Nam mình đó, không? Có tới lạy lục người ta, nói người ta dạy cho 6 tháng 1 năm đọc hiểu. Và tại sao tôi đề nghị như vậy là bởi vì tôi xét thấy 2 chuyện. Thứ nhất, đọc kinh Phật mà thông qua bản dịch nó kẹt lắm. Thứ nhất, cứ ăn rồi chờ người ta dịch, người ta ban cho cái gì thì đọc cái đó. Thì mà trong khi là kinh điển trên thế giới thì mênh mông trùng điệp, mà cứ ngồi chờ cái bản tiếng Việt đó thì đau quá, đối tụi nó là đau. Thứ hai, mình đọc mà đọc kinh Phật mà thông qua cái văn phong, cái ngữ khí của người ta đó, nó kẹt lắm. Đọc sách tiếng Anh là đã uống cà phê nước 2 rồi nha. Đọc kinh Phật á mà qua tiếng Anh tiếng Thái đó là đã là uống nước 2 rồi. Uống cà phê mà nước 1 là tiếng Pali. Kinh á, kinh nước kinh mà được xem là cà phê nước 1 là phải tiếng Pali. Còn không nữa đó thì cũng đọc bản tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Miến. Chứ còn mà từ đó mà chờ người ta dịch qua tới tiếng Việt nữa thì coi như mình là mình uống cà phê lậu, cà phê kho. Biết trong room biết cà phê lậu không? Tức là có cái thời mà khó khăn là bao cấp. Là mấy cái tiệm cà phê đó người ta pha cho khách uống xong người ta mới lấy mấy cái phin người ta chồng lên, để chồng lên gọi là cà phê lậu. Có nghĩa là chế nước từ trên nó mới đi xuyên qua bao nhiêu lớp mấy cái phin dưới, cuối cùng nó cũng ra là một cái ly đen xì gì đó, nó kêu cà phê lậu, nó nhiều tầng lắm. Rồi còn cà phê kho là sao? Cà phê kho có nghĩa là nó lấy cà phê nó bỏ vô trong cái vật bằng vải, rồi nó bỏ cái vật đó vô trong cái nồi nước sôi hoặc cái ấm nước sôi, nó ngâm cho mày suốt ngày luôn, nó ngâm suốt ngày luôn, gọi là kho đó. Rồi cứ khách tới vậy nó làm, nó cứ rót ra cho khách uống. Nói chung là mình uống cái nước đen, cái uống cà phê mà uống cái nước đen thì mùi màng nó banh chành, nó không còn nữa, không, nó chỉ còn uống cái nước đen thôi, đó là cà phê kho, không? Thì có bị tưởng tượng nên mình là dân uống cà phê mà uống cà phê kho, uống cà phê lầu thì có gì có chịu nổi không? Thà nhịn đi, không? Chứ còn uống cà phê đó nó kỳ lắm, uống gì xúc phạm cà phê luôn, không? Uống về cái ông mà ông Lê Nguyên Vũ cũng biết ông buồn, không? Ông mà Trung Nguyên cũng buồn, không? Cho nên đọc kinh Phật đó là nước 1 là Pali, nước 2 là Anh Thái Miến, không? Rồi còn tới cái nước 3 đó là chờ bản dịch tiếng Việt mà tôi nói nó đau chỗ này, chờ người ta ban cho nó đau, không? Kinh Phật là mênh mông mà cứ nhờ lâu lâu cái người canh me cái ai dịch thì kiếm về đọc. Mà cái nản nhất, không, là đọc thông qua bản dịch. Ví dụ như tôi nói ví dụ luôn, cái này tôi xin kính cẩn cúi đầu khi nói cái chỗ này,
cúi đầu nha, kính cẩn cúi đầu. Là có nhiều cái bản kinh rất là hay, nhưng mà thông qua cái bản dịch, ví dụ như tôi nói thẳng luôn, chẳng hạn như cái quyển Vô Ngại Giải Đạo của ông Nguyễn Văn Ngân, các vị vào trong Google về đánh cho tôi Vô Ngại Giải Đạo mà Nguyễn Văn Ngân, ông dịch, trước khi ông dịch ông không có đọc kinh Tạng của Ngài Minh Châu, ông không có học giáo lý, ông đọc tùm lum hết, nhưng mà đặc biệt là ông không có đọc Ngài Minh Châu. Cho nên ông dịch cái quyển Vô Ngại Giải Đạo nó không có Phật chất, cái Việt ngữ trong đó không có Phật chất, không phải của mọi người mà thấm thía tương trao. Và ông dịch cái mà ông không hiểu, cái vấn đề đó là ông dịch một cái thứ mà ông không có biết, ông bước chân vào một cái lĩnh vực mà ông không có am tường, ông vào trong đó, ông tung đẩy trong đó rồi ông đi ra bằng cái tiếng Anh của ông. Mà theo tôi, tiếng Việt trong quyển đó, bản thân tiếng Việt của quyển đã có vấn đề, với một người mà tiếng Việt cứng á, họ không có đành lòng hạ bút viết xuống một câu mà không thuộc về tiếng Việt. Tôi nói nghiêm túc nha, ai là soạn giả dịch giả chắc lẽ đồng ý câu này, một người mà đàng hoàng nghiêm túc có trách nhiệm không đành lòng không nỡ hạ bút đặt viết xuống mà viết ra một câu mà nó không thuộc về tiếng Việt, viết tiếng gì nó phải ra tiếng đó. Các vị học tiếng Anh, các vị biết tiếng Anh thế giới bây giờ nó có nhiều là tiếng Anh mà của người Anh, tiếng Anh mà English, tiếng Anh mà American English, tiếng Anh của Singapore, tiếng Anh của Hồng Kông, tiếng Anh của Mã Lai, tiếng Anh của Ấn Độ. Các vị biết cái đó mà, biết mà, chứ mà không biết. Nhớ cái đó. Cho nên ý, là mình thông qua người ta là mình mệt lắm. Đấy. Thì cái tiếng Việt bây giờ nó có loại tiếng Việt mà của người Việt, và bây giờ nó có loại tiếng Việt mà của Âu Mỹ nữa. Các vị đọc kỹ có không? Thế vì Âu Mỹ là sao? Là có những người dịch giả dịch sách bằng từ điển. Có nghĩa là bên kia nói sao họ dịch y chang như vậy. Thì dĩ nhiên cái đó tôi không có che, nhưng mà tôi phải nói thiệt là có trường hợp mình phải làm cái chuyện này. Mình đọc cái đoạn đó, đọc cái câu đó, mình coi người ta muốn nói cái gì, rồi mình mới viết lại cái ý đó bằng tiếng Việt Nam. Đối với tôi đó là một cách dịch, cũng là một cách mình đọc cái đoạn, đọc cái câu đó, mình coi người ta muốn nói cái gì, xong rồi mình viết lại. Cho nên khi mà các vị đọc Bùi Giáng, đọc ông Bùi Giáng dịch, các vị thấy ông lâu lâu ông không ngần ngại, ông phan vô mấy cái câu kiều, mặc dù cái đó chỉ nó hơi quá, nhưng mà ông chính ông là bậc thầy, bậc tổ sư mà đã dạy cho chúng ta cái cách dịch sách. Đấy, có là có những chỗ ông không ngần ngại, ông chen vô, tưởng bây giờ là bao giờ mà rõ ràng, trước mắt còn ngờ chiếm bao, một lời đã nghĩ đến ta muôn chung nghìn tử cũng là có nhau. Đó là ông chen cho mấy cái đó là như vậy, nhớ không? Cho nên cái đa phát mình từ nãy giờ tôi nói mà cái ghế nó quay qua, cái ghế nó xoay mà tôi nhắm mắt, tôi đâu có biết, tôi nói qua con mắt tôi nó xoay hướng khác. Người thấy có thấy kỳ không? Hôm nay người thấy tôi giảng mà tôi quay qua hướng khác, người thấy không? Đấy. Rồi tiếp theo là tinh tấn. Đấy, bây giờ tôi nói, bây giờ còn là mấy cái điều tôi nói nhanh. Tinh tấn là sao? Khi mà các vị có chánh niệm, có trí tuệ, có tàm quý, có đa văn thì sao ta? Thì cái không thể lười biếng được. Có trí tuệ, có niềm tin, có tàm quý thì không thể sống làm biếng được. Vì sao? Vì thời gian không chờ chúng ta. Cái quan tài nó đang lơ lửng trên đầu. Cái hơi thở chúng ta ngày một mòn, và cái thời gian để thở mỗi lúc một ngắn đi. Đây chính là cái tâm trạng phải có ở một người tu học nghiêm túc. Nhớ cái đó. Cái quan tài nó đang lơ lửng trên đầu. Bước chân của chúng ta càng lúc đang tiến gần tới lò thiêu, tiến gần tới nghĩa trang, tiến gần tới mộ địa. Và sau cùng, cái trí óc của chúng ta ngày càng mòn heo, cái trí nhớ đang giảm dần, trí hiểu nó đang giảm dần, tuổi thọ nó đang giảm dần, sức khỏe đang giảm dần, lục phủ ngũ tạng nó đang hư dần. Và cái tốc độ, cái nói dần, nhưng mà cái dần của thằng Tèo nó không có giống cái dần của thằng Tí. Có người đó, nó nói nó hư dần, nó mòn dần, mà nó với cái tốc độ Mach 1, có người Mach 2. Tốc độ không gian đó. Có người chỉ có 5 năm thôi là má nhìn nó ra, sức khỏe nó tụt như vậy. Đấy. Rồi có người thì nó kéo dài tới 90 năm, nó hư từ từ.
không? Còn có người là 50 tuổi, 60 tuổi là coi như là đem ra không biết còn cái gì để xài, thấy không? Cho nên cứ nhớ cái này, mọi thứ đang trên đường phân hủy. Ta đang từng bước đi vào lò thiêu, đang từng bước đi về cầu quan tài. Thời gian không chờ ta. Nhớ bao nhiêu đó, không thể làm biến. Nhớ rằng Phật Pháp rất là khó gặp. Nhớ rằng thân người rất là khó được. Trong dòng luân hồi nhiều lắm á, là mình chỉ được mang thân người, chứ không có người được gặp chánh Pháp. Hoặc có lúc Phật ra đời thì mình không được mang thân người. Hoặc khi gặp Phật ra đời thì mình được mang thân người, thì nhầm cái lúc mình trời ơi đất ơi. Có cái đó. Bây giờ gặp được Phật Pháp, có được thân người không, mà lại có được chánh tính, chánh kiến. Chỉ cần nhớ bao nhiêu đó thì không có lười được. Lười trong cái gì? Không có lười trong chuyện học đạo, hành đạo. Không có lười được. Nhớ nha. Và sẵn ở đây tôi có chỉnh nhẹ một chuyện. Có nhiều người cứ nghĩ rằng thiền ấy là phải xếp bàn, phải thủ khẩu như bình, im lặng như sò ốc hến. No. Ngay bây giờ các vị vẫn có thể sống đời sống gia đình của một cư sĩ. Nhưng mà tập ngay bây giờ chánh niệm, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Đó giờ mình làm mà mình biết giờ mình sống chậm lại. Là đó là một cách tinh tấn. Tôi đang kêu gọi vì sống chánh niệm, nhưng mà tôi lại gọi đó là tinh tấn mới ghê. Chỉ có tinh tấn ráng sống chánh niệm thì cái ráng đó tôi gọi là tinh tấn. Thấy mà lui sụp không có muốn đọc kinh điển nữa thì cứ nhớ những điều tôi nói nãy giờ để có thể tinh tấn nghiên cứu kinh điển, thì cái đó là tinh tấn. Không, tinh tấn trong pháp học, tinh tấn trong pháp hành. Nào, nhớ cái đó. Và nên nhớ rằng cái thời gian mà mình ngồi trong ngày á, 3 tiếng, 8 tiếng, nó không có quan trọng bằng thời gian mà mình có được chánh niệm trong ngày. Nhớ đi hỏi mấy ông nào mà có gì nẻ, còn có đúng gì không? Thời gian ngồi đó, nó không có quý bằng cái thời gian mà chánh niệm. Bởi vì nếu chỉ là ngồi thôi mà nó lăng xăng đó, thì không có nghĩa lý, chỉ làm hại cơ thể. Còn nếu mà ngồi mà có chánh niệm đó, suốt luôn đó, thì theo tôi đó, xem ra nó vẫn không bằng bốn cái tư thế sinh hoạt đắp đổi cho nhau. Bởi vì sao? Là bởi vì anh hứa với tôi anh chánh niệm được 12 cho tới 18 tiếng trong ngày, thì tôi chúc mừng anh. Nhưng mà nếu mà anh chỉ ngồi trong 12 tới 18 tiếng mà trong chánh niệm đó, thì tôi cũng vẫn chúc mừng anh. Nhưng mà tôi nói thiệt, tôi hơi lo à, hơi lo. Ngồi nhiều quá. Mà cái quan trọng nhất là chánh niệm, chứ không phải là anh ngồi được bao lâu. Mà nhiều người cứ mơ có nhiều đó là họ nghe nói thiệt là họ nghĩ là thiền là phải ngồi, và đôi khi họ quên là chỉ có thiền chỉ thôi, thiền samatha, thiền tập trung đó, thì mới ngồi đó, ngồi qua là nằm. Chứ còn thiền quán là phải luân lưu bốn tư thế đi đứng nằm ngồi. Nhớ cái đó nha. Rồi. Cho nên cái hành giả thứ thiệt mình nhìn họ mình không biết, hành giả thứ thiệt mình nhìn họ không biết. Còn cái thứ mà gầm hờ giống như mới xuất viện đi liệp di mà dở bước đạp, ăn mà đưa nó từ từ giống như là sốt bại liệt, giống như là mới mổ thẩm mỹ sợ rách môi, là cái thứ đó là thứ dọm. Thứ mà thiền mà cho người ta biết là thứ dọm, phải không? Tôi gặp nó hoài thứ ghét đó. Thiền mà nhìn thấy ghét đó. Còn cái thứ mà nó chánh niệm mình nhìn biết, vậy đầu tiên nó không thích nói. Chuyện đầu tiên là nó không thích nói, nó không thích tiếp xúc, nó không kiếm thêm chuyện để nó làm. Nó chỉ làm những chuyện rất là cần thiết, như quét nhà, hút bụi, lao dọn. Mà nó là mình nhìn cái cách đó mình biết là nó làm những cái việc mà cấp thiết, không làm không được, chứ nó không kiếm thêm. Còn đằng này ra chăm sóc cái bồn bông luống hoa, rồi treo lủng lẳng này kia, rồi kiếm ông địa, kiếm thần tài bài trong nhà, rồi lọ hoa, rồi trang trí bàn Phật, chụp hình cúng face. Bàn Phật em mới sửa, các bác thấy thế nào, đây là chỗ em ngồi thiền mỗi đêm, rồi thứ đó giảm được, thứ dọn, không, rồi. Nhưng cái tinh tấn cái này hiểu đúng như vậy. Rồi cái tiếp theo nó là gì ta, là niệm. Đó, chánh niệm thì chánh niệm tôi không cần thích, tại vì tôi mới nói rồi, làm gì biết đấy, nhưng mà trên nền tảng của người biết giáo lý. Nha. Cái phần chánh niệm tôi nói rất là đơn giản, nói rất là đơn giản. Làm gì biết nấy, nói gì biết nấy, nghĩ gì biết nấy, nhưng trên nền tảng của người có học giáo lý. Còn đừng có nghe thầy bà nào nói tu là không cần học, được có người họ còn bài xích kinh Phật, họ nói là kinh Phật ông sư nói đó, kinh Phật là
là chú giải là do ngài Bút Tát Cụ Sa là một ông Bà La Môn đi xuất gia, còn kinh Phật là cũng do người đời sau chép lại, nghĩa là theo lời họ, cuối cùng chỉ tin họ thôi chứ không cần tin kinh điển, thì cái đó ok tự nhiên không. Nhưng mà tôi chỉ nhắc lại với cái gì tôi nghĩ, với cái gì tôi biết là phải học kinh Phật rồi sống chánh niệm, vì hai cái này được trong kinh Phật gọi là pháp học và pháp pháp hành nha. Không có pháp học không có hành thì đừng hòng mà có pháp thành nha. Cho nên cái chánh niệm này tôi nói rất đơn giản, dựa trên nền tảng giáo lý mà sống chánh niệm với riêng mình. Và một tôi chốt là một câu nữa, buổi đầu chánh niệm nó là một cái công phu hơi khó khăn, phải do cố gắng mà thành. Nhưng mà lâu ngày sẽ có một lúc chánh niệm nó là một cái kiểu sống bản năng thứ hai của mình. Giống như tôi thường nói, cái chuyện mà theo dõi hơi thở lúc đầu nó là một công phu phải nỗ lực, nhưng sẽ có một ngày mà nó là một cái sự hưởng thụ, nó là một cái sự sung sướng, nó là một cái chỗ ẩn náu an lành cho mình.